Chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hôm nay ba mình đi ở ấp Hòa Điền, xã Hòa Khánh, cái bè Tiền Giang. Thì hôm nay có dịp đặc biệt gì thì mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay là về nhà. Bởi vì hồi nào giờ mình cưa cây á cũng phải có máy hư. Mà mỗi lần máy hư á là mình bắt công đi anh em đi tiệm xa xôi. Rồi bắt dắt ban đêm đó, chiều đó cái mình con em ở gần. Cái gửi nó tự nó sắp xuống cái tiệm nó gì nó rửa xong cái điện thoại kêu mình nhận hàng. Mà hôm nay là kêu là lại để nhận hàng sửa máy sao tại sao không? Mày trong nhóc tiệm giờ không sửa mà chạy xuống tới đây sửa. Có cái là gì là đồng kêu cái là mày mò nó có cái là nó không có mà ẩu giỏi mà giỏi không có cần thay đồ nhiều, chỉ cần cái gì mà còn xài được à, chế biến là xài được cũng dưới người mà chứ mà có mấy cái tiệm khác anh em lại cái thôi ông ơi hai đi rồi à. cũng như cái này là tận dụng là cho bà con khách hàng, cho nên nó cái gì mà còn xài được là bắt đầu là chế rồi sửa là xài nhưng mà vẫn bền đó. Vậy là thưa với các bạn, không phải là Vũ Chiến xuống đây để bi ai một cái tiệm máy này, mà đây là một cái tiệm mà gọi là uy tín và có tay nghề rất là cao. Tại vì chỗ Vũ Kỹ sửa thì các bạn biết rồi, chỗ Vũ Kỹ đem đến sửa thì phải uy tín, Vũ Kỹ mới xài được. Chứ mà tự nhiên mà cái máy cưa mà mình đem cây mình dựng hoài là phía sau anh là ông chủ đâu, chủ sửa máy cưa. Anh giới thiệu coi cái tiệm mình ở đâu vậy? Tiệm em ở ấp Hòa Điền, xã Hòa Khánh, cái bè tỉnh Tiền Giang. Tiệm tên gì anh? Tiệm em tên Trúc Linh. Số điện thoại. Số điện thoại luôn, đọc số điện thoại luôn. Điện 0384952199. Chiên mình chiên làm gì? Máy cưa máy cắt cỏ. Máy mình xịt điện gầm luôn. Tay nghề của mình bao nhiêu năm rồi anh? Thì em thì nói chung thì cũng nhiều nghề lắm mà, nhưng mà em mới chụp hình về đây một năm, nhưng mà hồi đó chứ máy xăng dầu. Dạ. Xăng dầu máy xịt động cơ. Máy tàu, máy thấy cũng thấy hàng thời gian mắt nó yếu, thợ hàng thời gian anh. Đúng rồi. Mắt nó yếu thì thôi về quay đâu qua làm đồ nhỏ. Máy chuyên là máy cưa, máy cắt cỏ, bình xịt thuốc. Dạ. Thưa quý vị, các bạn thì sau đây mời quý vị các bạn theo chân Vũ Chiến đi vô trong để coi ở đây bán những cái máy gì và máy gì nha. Máy Vũ Kỹ đâu sửa đâu Vũ Kỹ. Cái máy này là của bạn Đông Nguyễn ở bên Mỹ gửi tặng trước đó. Tặng hồi nào? Tặng cũng cách đây lâu mà cái bị gì? Cái bơm nhớt nó bị cháy cái bơm nhớt. Nhưng mà thay lục không có. Thì gửi xuống đây. Mà ở đây mấy điện thoại trên ở trong ngoài Đồng Nai mới đem về. Chứ mà mấy cái tiệm khác là biết, người ta là biết đâu, ta nói đợi đi, đợi chừng nào mà có cái hàng xuống hàng không mà có thì tôi thay cho. Anh Tùng biết sao không? Những cái máy này nè. Tại thường thường máy nước ngoài cái hàng giống như cái hàng nghĩa địa vậy đó. Nó nếu mà hư rồi nó có đồ. Phải cái chỗ biết chỗ mới có đồ thay. Tiền ra rồi. Nhưng mà mình tận tâm mới có, còn không tận tâm thì ta đâu có cần, tại vì thay cái đồ này cũng nhiêu tiền đâu. Không rồi để chiến kha sao, để chiến sao mà đợi hoài cái còn cái này thì đây em này là cũng tận tâm mới có. Cái tiệm ở đây cái đường cũng khá là nhỏ nha các bạn, nhưng ở đây khá là nhiều máy luôn. Chúng ta đem lại cái máy này chắc người ta đem được rửa nhiều. Thường thường các bạn mà ghé đi ăn á, ghé cho nào đông thì ghé ăn. Còn đi lại sửa máy thấy ta ngồi đông á ghé sửa, đúng không? Nhưng mà hắn ngồi đông cái là biết, là biết thôi, nhưng thay đồ mà. Rồi hoặc là ở ông ơi máy cái này hư rồi, hoặc là ông để nó đi, tôi để tôi thay cái khác vô cho nó lẹ, chứ nó không ở không mà để sửa. Còn mình ra chiên về máy cỏ cũng vậy, nó cưa vậy cỏ máy cưa cỏ máy cưa cái này nghe, ủa thấy cái này chế bơ bình thuốc hay gì bằng điện hả? À cái này em cái máy bây giờ người ta ở đây dùng gỗ, bây giờ ta lên giường hết trơn rồi, cái này nó dư nhiều, máy này giờ hết tay xài. Thấy em lụm cái motor này em đổ qua đây có thể mình rửa xe hay là kiển vòng nhà là được đó. Nhưng mà em mới có làm thôi, nhưng mà để làm bài bản cho nó êm ái rồi mới thí nghiệm. Thấy nhiều em lại sửa motor đồ khá nhiều các bạn. Máy thì ảnh là chuyên về những cái máy mà động cơ hay thì. Dạ. Thì làm luôn. Tại lúc thì làm luôn. Có sửa bên tự nhiên chứ mà cái xét hồi xưa đó. Hồi xưa đó, cho nên bây giờ đây là em ruột của ba mình. Người thứ 10, ba mình thứ 9. Mình thứ 9 đây thứ 10. Cho nên mà về tại vì có cái tánh giống ba rồi. Tại vì nè, làm như là mài mò trong tí là không phải cái thôi, làm cho nó đã, cho nó đạt được. Mấy cái máy này là người ta sửa không anh?
Dạ, máy đang trưng bày bán anh. Trưng bán hả? Dạ, những máy sửa anh để dưới đây. Đó. Vậy là ở đây là mình vừa bán vừa sửa luôn anh. Ở đây là mình bán luôn. Dạ. Ở đây bán luôn rồi sửa luôn. Dạ. Ồ, cái máy gì bự chưa? Cái máy. Chiếc máy đó máy cưa hả? Dạ. Rất là lớn. Sao vô khí động cơ này mạnh ha? Mạnh cái này là để dành cho mấy người mà đổ gốc cây đó, hoặc là bán cho mấy cái ở tại xưa. Quanh có chưa? Hả? Quanh có cái máy để đổ có cây gốc chưa? Có cái gì? Có. Đây máy anh sửa đâu mà? Em nhiều chỗ sửa lắm mà giống như mình nói nãy á, người ta làm miếng sửa là chặt ta miếng đó, chịu thay mới mà. Thí dụ giờ khi cái bình xăng con đó là thí dụ thay cái da mơ hôm nhỏ cũng được, hoặc là mình sơ sơ trong đó làm đã làm xong rồi, mà cái này ta kêu phải thay luôn cái bình xăng con. Anh thường thường cái máy cắt mình nó giao động từ khoảng trong đây mình bao nhiêu chát máy cắt cỏ anh. Máy cưa cây mình á. Cưa đâu phải ngày 4 triệu, 3 triệu rưỡi. Nhiều máy cũng có. Nó tùy theo máy. Tùy theo máy lớn nhỏ anh, tùy theo nhãn hiệu nữa. Còn máy cắt cỏ thì cũng dao động từ nhiêu đến nhiêu? Em bán này kiểu 2 tới 2.4 2.4 máy cũng xài được rồi. Nhưng mà máy mà đời cao thì giá nó cao. Máy cắt cỏ giá dao động từ 1.2 triệu đến 2.4 triệu. Từ máy cắt cỏ nè, máy cưa nè, cái bình xịt thuốc luôn, còn có máy gì nữa là máy phát điện nữa. Máy điện, phát điện luôn. Vậy là ai mà có nhu cầu gì thì xin liên hệ ngay chỗ này nha. Đây là chỗ này chỗ uy tín, anh Thuận mới dẫn ra cho chỗ khác đừng dẫn đâu á. Cửa tiệm là Trúc Linh ở ấp Hòa Điền, xã Hòa Khánh, cái bè Tiền Giang. Chúng mời có thể nào đọc lại số điện thoại để số điện thoại 0384982199. Rồi quý vị có gì quý vị liên hệ nha quý vị. Xếp hàng không? Xếp hàng không? Dạ mới nhỏ lẻ quá chắc chưa đâu. Để đâu có xếp. Dạ. Không, mình mới muốn mình cũng dẫn xếp mà. Dạ để từ em sẽ cái máy nó không không không. Như cậu mấy tay cục của anh Đông Nguyễn hổng tặng đó. Rồi sửa xong rồi mình lấy về, chứ còn cái đó là cái 346 thì cái nãy đó mình là cái rồi nãy Dũng sửa cái nào đó Dũng. Đây các bạn nguyên một băng thợ cưa xuống đây sửa luôn chứ phải một mình vua khỉ nha. Hôm nay có đi theo lại luôn. Có chú Chiến đâu, thử chạy đi Chiến Đồng Tháp ông thợ cưa nữa nè. Ông này ông Tâm Phạm Tiền Giang và vua khỉ miền Tây Vlog. Hết sạch, có còn sạch không? Con. Đừng gốc luôn. Có mới được. Từ đó mà giờ mình anh cũng làm thợ bao nhiêu năm nghề vậy? Cũng 7-8 năm rồi. Mà sửa chỗ này không hả? Em sửa chỗ này không à, mà bây giờ em sửa cái máy này để cưa từ thiện cho từ thiện. Lý do sao đem xuống đây sửa? Tại vì ở đây sửa ăn hơi nới, hơi rẻ hơn chỗ khác. Sửa rẻ. Sửa rẻ thường thường ta nói rẻ là không chất lượng á. Chất lượng hả? Rẻ chất lượng. Lượng đâu thấy nhẹ nhớt chảy kìa. Nhất này là nhất lam nha các bạn, chứ phải máy nhất nhất ga lam như nhất bỏ vậy đó. Đây thưa các bạn, thì đây là những thợ cưa nữa nha anh này là anh Dân nè, chú Dân nè, cũng thợ cưa nè, bác ba cũng đều đem máy cưa xuống đây sửa. Nguyên gọi là nguyên gia đình họ Khỉ là toàn làm ở đây không nha. Bên này thì bản là đang làm đây. Nghe ai nói là ai có anh em đây mình nói là anh làm là rất kỹ thứ hai này sửa là giá phải chăm là tiền đồ cho anh em máy cưa. Còn thợ sửa máy thì rất nhiều tiệm sửa nhưng mà phải có hơn nhau đặt chặt đây phải rất nhiệt tình mình
hành thử xuống đây đạp anh em đây gom xuống đây hơn là giặt thôi sửa dựng toàn là xuống đây cho để ra mình làm hết. Thưa chị các bạn, thì những anh em nào ở dùng cái bè Tiền Giang á mà lỡ có cái máy cưa mà đi cưa mà hư á, đợi đây sửa một lần rồi cho biết nha. Nếu được thì sửa, không được thì thôi, giá cả thì chỗ nào cũng mình cũng phải trả tiền, nhưng mà chất lượng không sửa nhiều chỗ rồi, nhưng mà xuống đây thì mình sửa một lần thấy rất nhiều mục. Dạ. Đó. Dạ. Cần đồ khác, giá cả phải chặt nhất, chỗ khác chặt nhất. Dạ dạ. Thưa chị các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến với mấy anh em đi xuống đây để theo chân du khỉ, để coi du khỉ thường thường là mua máy ở đâu và sửa chữa ở đâu. Thì hôm nay là cái bao nhiêu cái chuyện đó là sự thật. Thì cái tiệm chỗ này thì nó cũng khá là nhỏ. Hy vọng rằng trong một thời gian tiệm này sẽ bự ra nữa. Lý do là tay nghề anh cao nè, anh sửa thì có uy tín, đúng không? Giá cả phải chăng nữa. Giá cả phải chăng. Bye bye Vũ Khỉ nha. Lâu quá mới gặp Vũ Khỉ. Thôi lâu gặp Vũ Chiến quá. Rồi cũng là cảm ơn đã hào giờ đã đi theo quay mình cưa cây đó. Rồi hôm nay lại có duyên về gặp chỗ này nữa. Thì cũng chúc cho gia đình bạn mạnh khỏe nha. Chứ qua chương trình này cũng cảm ơn tất cả các mà cô chú ông bà ở trên thế giới này nào giờ đã ngưỡng mộ Du Khỉ mà đã bỏ công ra mà thương Du Khỉ. Du Khỉ thay mặt gia đình lần nữa cảm ơn tất cả luôn. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Rồi giờ mình gom máy gì vậy á? Cái đường đi cũng rất là rộng. Mời quý vị nếu mà có máy bị hư gì thì cũng nên đến đây thử một lần. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Em mời quý vị cùng tham quan cái chỗ làm việc và nơi bán hàng. Đây vừa bán vừa sửa mà cũng có đồ phụ tùng để thay thế nữa.